sao ngồi ngồi đi không hả? Thế chỉ tay mày. Rồi. Anh cần ngồi đó, anh quay quay vòng vòng vòng. Cái vui ha. Dạ vui chứ trời này cũng đẹp nữa. Dạ. Con ngồi đâu cũng được, em ngồi đâu, ngồi đâu cũng được. Không biết là bữa nay có thợ hải. À, hôm nay con bỏ một buổi đi không đà đó, mô tô. Bà xã con bút con ban từ con rồi đó. My name is Dawn. I'm president of the WCTU Union in South Australia. We've been here for a long time, since 1886, but not me. I haven't been there that long. But it's my pleasure today to welcome you on behalf of the Women's Christian Temperance Union to our lovely tea room. We know it's a little bit crowded for you now, but we're pleased it's crowded because you've got a nice company of people here. Thank you. So we like that. And I'm not going to say much, except to say that I just told you, the WCTU in South Australia started in 1886. We're an organisation, name is Women's, because it's a woman's choice to belong to it. Okay, kính chào quý vị. Tôi tên là Don, tôi là chủ tịch của cái hội đoàn chống nghịch công đoàn của phụ nữ. Chúng tôi ở đây cũng rất là lâu rồi, là từ năm 1886. Rất là vui mừng có quý vị hiện diện hôm nay, thì cũng hơi xin lỗi là hơi chật, nhưng mà không sao, chật thì tốt, giống như đông đủ được ấm cúng. Thì cái công đoàn này gọi là dương nhìn giống như là cái lựa chọn của phụ nữ. Và bà muốn nói chút về lịch sử. I won't go through it all, but we are a temperance organisation because we don't drink alcohol, because the organisation came into being for the protection of the home. That was in America in 1873. But we, as I said, I told you what time we started here, and we do many works to
to protect the home, and Karen might tell you a little bit about that later on. Yeah. But our ladies were very involved in the suffrage. Okay. Yeah. All right. I'll just do a quick recap. Thì cái hội đoàn này nó giống nó gọi là cái một cái mục tiêu của này là không có uống alcohol nữa, không uống rượu. Xuất phát từ ở bên Mỹ á, tại vì cái điều cái lý do là không uống rượu là giống như là bảo vệ cái nề nếp với gia đình. Tại họ nghĩ là uống rượu vô có thể ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của gia đình. Thì bà Dawn với cái người cô kia là Karen sẽ nói thêm một chút nữa. And we had our suffragette, if you like to call it that. If you look at the photo up there, she's a lady on the left as you look to the photo. Yep. And you see another photo on the world before. Yep. Her name is Elizabeth Green Nicholas. Yep. And under her leadership, the women in South Australia belonging to the WCTU gained more than 8,000 signatures that were on the petition of 11,000 to get the women to vote. Okay. Thì quý vị nhìn cái hình đó, bên tay trái cái bà đó là Elizabeth Webb Nichols, bà là trong những người phụ nữ đầu tiên tranh đấu cho quyền lợi để bà bầu cử các phụ nữ. Thì có ký một cái gọi là đơn xin đó, gọi là petition, thì có khoảng 8,000 chữ ký. Thì bà là trong những người cái founder của cái movement đó. Thank you. I'm not going to say any more, but I'd like Karen to come here. Karen is the lady that does most of the history and gets all these things done here. Okay. So she'll tell you a bit about her marvellous work. Right. Thank you, Karen. Thank you, Dawn. Sau đây Karen, Dawn này là lo về những cái lịch sử, những cái sắp xếp, những cái trình bày trong cái văn phòng này thì bà sẽ nói một chút với chị biết. Thank you for all coming today. I've been here for 10 years and I do all the history and the research. It's quite an amazing organisation. South Australia was the first first state in the world to get the women to vote and to stand in Parliament. Okay. Tôi tên là Karen, tôi làm việc ở đây là cũng 10 năm rồi. Thì tôi đảm nhiệm trách nhiệm về những cái lịch sử, những cái nghiên cứu. Và bà muốn nói là Nam Úc á, là như mình đã nói là tiểu bang đầu tiên đã cho phụ nữ được bầu và ra ứng cử quốc hội. So South Australia very prominent throughout the world and we worked with a lot of other organisations, other people and once they won the vote in South Australia, then they actually helped a lot of other countries win the vote as well by educating them and advocating for them too. Thì Nam Úc là rất là nổi bật trong cái lĩnh vực này. Thì cũng sau khi mà được phép cho phụ nữ bầu 1894 thì Nam Úc, tiểu bang Nam Úc đã đóng góp và cũng giúp những cái nước khác, tiểu bang khác trên thế giới cùng theo một cái chí hướng đó. So because of that vote, we are still recipients of that today with women, and this organisation, we still do a lot of good work. One of our main projects today is doing We Care boxes, which go out to major crime, to families that have lost loved ones in road death, murder and suicide. Yep. And we do still a lot of social justice work in the community. Okay. Thì cái hội đoàn này vẫn tiếp tục làm việc hăng say. Thì những hiện tại trong những cái chương trình, những cái project họ đang làm á, thì liên hệ đến những cái gọi là social justice, giống như là gửi thơ hay là lo cho những người mà có thân nhân ha bị tai nạn trong những cái xe hơi, thì nó rất là đang lúc nào cũng có cái lãnh vực đó tiếp tục theo cái phương hướng gọi là lực pháp. And where they'll be going today, out in the northern area, that was very, very active to the women there, collected a lot of votes to receive, so we can receive the signatures for the bill to pass on the women's suffrage as well. Thì một chút sau khi cái hành sáng này mình sẽ đến hướng Bắc á, thì cô ta nói hướng Bắc nó rất là đặc biệt, tại vì hồi đó là rất là sôi nổi, rất là hoạt động, rất là mạnh mẽ trong cái phương hướng mà cho phụ nữ bầu và được đứng ra để được quốc hội. Yêu cầu quốc hội á, cho bà phụ nữ ra ứng cử với là tranh cử đó 8,000 á.
mình nghe cũng nhiều, nhưng mà thời đó cách đây 125 năm đó, số dân năm Úc ít khoảng mấy ngàn gì đó, nên cái 8.000 đó là rất là nhiều, giống như là nửa con dân số của năm Úc luôn á. Dạ, nên người ta vận động rất là mạnh á. Thì trên bàn của mọi người có một cái này thì là họ tặng cho mình á, thì quý vị nhớ lấy nhé. Lấy không lấy thì chứ còn mấy. Dịch luôn. Anh nói dịch luôn. Vô đi. À. Em mới à. Đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày, vừa thấy cho người đi đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian lao mắc quay đi cho đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em ấm êm gì chỉ mình ta hiểu tình yêu, cho dù cánh nặng này có dài lâu đến bao giờ tình vẫn vàng son, tình này vẫn đẹp tươi như đó không tàn úa. Ta đón nhau về khi non nước in về sông núi vào hồi yêu thương, mình cùng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương, còn bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Mình cùng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương, còn bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở nhiều. Giờ Mỹ là xin mời Kim Thanh đi. Đông đến gì thương, rồi đôi dòng lệ tuôn. Tình bạn anh và tôi nay cách xa nhau rồi, hai đứa hai phương trời, những ngày vui tắt lịm. Bầu trời loang màu tím như tiếng đưa linh hồn một người vừa ra đi. Anh chết đi như bao anh hùng, quê hương buông não nùng, hằng thù trên tay súng từ miền xa. Mấy người trong bọn mình cũng vừa nhận hung tin. Anh ngã đi, non sông kêu hùng, quê hương lửa ngất trời, chỉ mình tôi đi tới, giọt lệ rơi, khóc thầm thương cuộc tình hai đứa mình xa nhau. Hôm nay tôi đọc báo thấy đăng tin thắng trận toán quân anh đứng đầu, lòng bỗng chợt vui, những người trẻ sau này nói gương hùng tranh đấu. Chập chờn qua từng đêm, trong giấc mơ anh về, anh báo tin tôi rằng những người đi lính trận một lần đi còn thiếu, cho nước non thanh bình thì dù là bao nhiêu.
những người đi lĩnh trần, một lần đi còn thiếu cho nước non thanh bình. Thì dù là bao nhiêu. Thank you. Bây giờ tới phiên Thu Thủy. Hết hết vậy rồi nha, đừng kéo nữa nha, kéo nữa là nó bung quá. Chưa. Thêm một. Hả? Chồng cái bạch lan. Mời lấy nhanh.